Hello anh em, chào mừng em đến cũng như quay trở lại kênh của mình. Thì mình là Khương Kaler. Thì tiếp tục với series làm về thông tin của OB38 nha anh em. Thì video này mình sẽ nói sâu hơn về cái kỹ năng của nhân vật các thứ cho anh em tham khảo nha. Trước khi vào video thì anh em nhớ kéo xuống cho mình xin một like, trên đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm nút chuông thông báo nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì bây giờ bắt đầu thôi. Cho nhân vật nè, có một nhân vật mới đó là dưới đây, kéo xuống đi. Con Santino Valen gì nữa anh em, Santino Valentin. Thì kỹ năng của nó là gọi một mannequin 200 máu di chuyển về phía trước trong 12 giây anh em ơi. Thì sau đó anh em có thể kích hoạt kỹ năng thêm một lần nữa để mà di chuyển tới cái mình mannequin. Cái điều mà mình đang khá là đau đầu đó là kỹ năng của Kayler cũng đã làm lại rồi anh em. Thay vì phá bung keo cũng như giật bung keo hồi máu thì bây giờ nó không còn nữa rồi anh em ơi. Bây giờ thì thời gian hồi chiêu của nó là 50 giây thôi, giảm khá là sâu đó, nhưng mà không có hồi máu thì cảm giác không ăn thua. Thì phóng ra một làn sóng âm trước mặt trong 100 m, cái này là cấp tối đa anh em. Mà thường thì bây giờ kỹ năng nhân vật anh em khá là dễ để lên cấp tối đa rồi, nên không nổi tới anh em ơi. Thì trong vòng 3.5 m, phá trong vòng 4 giây, trong vòng 4 giây đó thì sẽ gây sát thương anh em. Trong vòng 4 giây đó thì bao nhiêu chảy thì nó cũng bể anh em ơi. Cũng có một cái hay, cũng có một cái hơi tệ một tí, thì mình quen sử dụng Kayler chơi khá là ngon, đang quen với cái cũ anh em. Mình chơi từ lúc mà Kayler mới ra mắt tới giờ. Tiếp theo thì anh em mình tới với Kenta thì nó tăng giảm sát thương từ phía trước cái thứ tồn tại trong năm tối đa 5 giây, thời gian hồi chiêu của nó giảm xuống cuối cùng là còn 70 giây thôi anh em ơi. Tiếp theo là Tatsuya thì Tatsuya đâu rồi? Tatsuya đây nè anh em. Cái kỹ năng của nó bây giờ hồi chiêu khá là nhanh nha anh em, hồi chiêu 70 giây cách tối đa. Nó sẽ nhanh hơn cái ở cũ là nó tầm để xem phải cuối là nó bao nhiêu. 60 giây. 60 giây là nó nhanh hơn cái lúc trước gần 50% anh em ơi, 50% luôn chứ không phải là gần nữa. Tiếp theo là Hayato thì nó giảm xuyên giáp khi mà mất máu xuống anh em, giảm khá là nhiều, giảm bình thường là nó giảm hết 5% rồi, 2% rồi, tới 10 máu đã mất thì anh em mình giảm thêm 0.5% nữa, tức là chỉ còn 3% thôi. Chú team Paper thì cũng giảm sát thương gánh chịu từ 15% xuống 12%. Còn kỹ năng khá là mạnh là kỹ năng của Leon anh em. Leon tăng đợt này khá là căng. Leon từ sau khi gửi giao tranh thì anh em từ lúc trước là 30 máu thôi, bây giờ là nó cộng 60 máu, tức là khá là ngon rồi. Gần một hơn 1/3 cái máu rồi anh em, còn gì nữa. Thì bây giờ tất cả các ô kỹ năng này thì anh em có thể ghép đổi thoải mái, nó không bắt anh em tốn tiền như lúc trước nữa rồi. Cũng khá là ngon. Con pet mới thì cũng sắp ra mắt, mình có cái video mà ở OB ở server test đây nè, đây là một test này, pet nè. Đây, cấp tối đa thì hồi 10 MB giây quá trình dừng lại khi 100 MB đường hồi và di chuyển. Con này thì khá là dễ thương anh em ơi. Khá là ngon lành. Này thì chắc là nạp kim cương nhận thôi. Thì mình sẽ vô test Kayler mới bây giờ cho anh em xem nha. Thì mình là người chơi Kayler khá là nhiều cho nên cái sự thay đổi này cũng khá là ảnh hưởng tới mình đó đi, ảnh hưởng tới cái lối chơi. Lúc trước thì anh em mình có thể nhặt nhiều bom keo không cần nhặt máu nữa anh em, mà bây giờ thì anh em phải cân đo đồng điểm các thứ. Ok, mỗi súng thôi. Kayler thì thật ra là nó không quá vượt trội đâu, nhưng mà không biết tại sao lại thay đổi kỹ năng này. Thay đổi kỹ năng này gần giống với cái lần mà Guno làm lại đi, Guno làm lại thì anh em cũng toan lắm, từ cái thời mà không bắn từ trong ra được thì cân bằng thì có cân bằng nhưng mà cảm giác nó yếu khá là nhiều á nè. OB này thì cái độ nhạy mình cũng có video kia rồi ở trên kênh á, anh em có thể xem lại giúp mình nhé. Bắn khá là nét anh em ơi. Bây giờ thì nó khi phá keo thì nó sẽ có một dòng đó, trong cái thời gian này thì những con keo này sẽ nổ thì phải.
không hồi máu lại, khá là tiếc vì cái vấn đề đó thôi. Chứ cái lần này thì cái kỹ năng của nó đẹp lắm, thật sự là nhìn nó đẹp, mà nhiều khi đẹp thôi là chưa đủ đi. Chết rồi. Nóc nhà, bãi đạn ở trên nóc nhà này. Tí xíu mình sẽ vô trong game cho anh em xem khi mà phá kem nó sẽ như thế nào. Bắn thêm một mạng nữa thôi, nó ở đây nè. Phá kem này nè. Chết rồi. Nó nhảy khá là nét thôi nè, vẫn khá là cháy. Ra đạn này vô đầu. Cũng có khi là vô mình. Để cho nó chết. Ok, bắn nốt mày này mình sẽ ra cho đi. Đây, thằng này. Hồi chiêu bây giờ 50 giây thôi. Có kỹ năng giảm thời gian hồi chiêu của một bét nữa thì anh em sẽ nhanh lắm. Thôi ao đi anh em, mất thời gian của anh em. Ok, mình sẽ vô trong huấn luyện bơm keo để mà phá keo cho anh em. Thì nó sẽ chậm hơn một tí nha anh em. Chậm hơn. Trong đây thì nó không cho phá keo anh em ạ. Ngáo rồi. Ok anh em đợi tí xíu. Vào bên kia. Anh em thông cảm nha, mất thời gian của anh em rồi. Rồi ở đây cho anh em xem. Chặt được hai trái keo mình sẽ làm thử. Cho nó bắn như con. Đây hai trái keo rồi anh em. Kiếm chỗ nào mà dán dẻ một tí. Dán dẻ một tí mới được. Thằng khùng này. Đây. Đó, phá keo. Thời gian này thì nó, trong cái thời gian này thì nó ảnh hưởng, nó sẽ nổ luôn nha anh em ơi. Khá là ngon. Ngon một phần. Một phần thôi. Phần này nó ngon. Đối với mình thì nó không hồi máu nữa, cảm giác cũng hơi thiếu thốn chút xíu. Thì ok, video này mình sẽ test lại Kyler các thứ cho anh em xem. Rồi có lẽ sẽ có một cái combo mới cho Kyler mới bây giờ anh em ơi. Anh em cùng chờ nha. Ok, cảm ơn anh em đã xem hết video. Nếu thấy hay nhớ cho mình xin một like. Chưa đăng ký kênh, nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, bấm chuông thông báo nha anh em. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye, hẹn em ở video tiếp theo.